Thank you.
tàu này có kiểu gì kỳ là gỗ á. Cái đầu đó là cái bên lái hay gì á? Này bên lái. Dạ. Đây là đang sửa bên cánh đó đúng không? Dạ, sửa bên lái. Sửa đi. Sửa xong bên lái, sửa lấy đồ đánh bóng xuống đó, đánh bóng nhân viên. Ok. Làm sạch luôn trong cái khe để mang mình đo khe nha em. Ok, làm sạch khe. Khe của bên lái đó, cái trục của bên lái đó. Rồi. Làm sạch để mai đo, để mai mà đo.